Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ lại quay video coi video chị Kim xin vẽ nha. Có rất là nhiều bạn muốn là chị Kim xin giới thiệu nhiều hơn về những cái mẫu của bản thần kỳ này, cho nên ngày hôm nay chị đã lại tiếp tục giới thiệu thêm một mẫu nữa, đó chính là chiếc bản thần kỳ hình xe hơi. Chiếc xe hơi đẹp không, màu xanh lá cây siêu nổi nha. Ở đây là có những cái hạt châu nè, hạt này để trang trí thôi chứ không có công dụng gì khác. Có một chú bé đang lái xe, đây là hình dáng. Dọc này có dòng số từ 0 cho tới 9. Đây là hai cái bánh xe nhé. Và đây là cái bút thần kỳ. Chị không giới thiệu nhiều nữa vì chị nghĩ là cái bản này thì các bạn nhỏ đã biết rất là nhiều rồi đúng không nè. Rồi lấy cái bút thần kỳ ra nhé. Cái bản xe hơi chị đã từng giới thiệu rất là nhiều mẫu. Con gà, con cua, con thỏ, rồi xe hơi ở ngôi nhà và rất nhiều. Rồi nay là mới có cái bản xe hơi đầu tiên nè. Đó, chiếc bản này được rất là nhiều bạn yêu thích là vì nó rất là tiện ha, vẽ như thế này và chỉ cần gạt cái nút này, một cái gạt nhẹ thôi là nó đã xóa hết tất cả mọi thứ đi rồi ha. Bây giờ thì chị Kim xin sẽ bắt tay vào việc vẽ cho các bạn nhỏ coi nhé. Đầu tiên, chị sẽ vẽ tên của mình. Vì có rất nhiều bạn hỏi tên của chị. Hôm nay chị công khai tên thật luôn nha. Phượng Linh. Phượng Linh chính là tên của chị nhé. Tiếp theo, chị sinh ngày 27 tháng 11 năm 1991. Và nickname của chị là Chim Xinh. Chim là con chim, chị rất thích con chim họa mi cho nên chị đã lấy cái nickname này ha. Rồi, bắt đầu vào việc vẽ nè. Đầu tiên là sẽ vẽ những bông hoa xinh xinh. Hai bông hoa. Tiếp theo đây là vẽ con bướm xinh nha. Bướm sẽ có một cánh to và một cánh nhỏ. Tương tự bên này là một cánh to và một cánh nhỏ. Trang trí vào cánh bướm nha. Đây chính là con bướm của chúng ta. Gạt qua và biến mất. Tiếp theo là chị Kim xin sẽ vẽ một cái gì đây nhỉ? Cái bút. Chuyển qua bây giờ sẽ vẽ bông hoa. Bây giờ chị sẽ vẽ hoa mà nó có cái cây luôn nhé. Hoa có lá nè. Đó chính là bông hoa cánh tròn. Có một loại hoa nữa đó chính là bông hoa cánh dài. Hai bông hoa này là hầu như là rất là dễ vẽ, phù hợp cho các bạn nhỏ. Chị vẽ xấu cho nên là chị rất là hay vẽ. Vì sao? Vì vẽ nhiều nó mới lên tay được chứ đúng không nào? Hai bông hoa và lá cây. Wow, gạt qua là biến mất, tiện không? Không hề tốn giấy. Và chuyển qua vẽ cái áo nhé. Đây chính là cái áo nè. Tiếp theo chị sẽ vẽ cái quần.
cái quần sẽ có hai cái túi xinh xinh. À, chắc là nhiều bạn nhỏ rất là thích váy đầm. Mình sẽ vẽ váy đầm nhé. Đầu tiên là vẽ một cái đầm ngắn. Đầm này họa tiết đơn giản. Tiếp theo là vẽ một cái đầm dạ hội dài. Cái đầm này sẽ trang trí bằng chấm bi. Chị sẽ vẽ nguyên một bộ quần áo nha. Đầu tiên là cái áo. Áo này sẽ là áo tay dài. Và có trái tim. Tiếp theo cái áo này sẽ được mặc với một cái váy. Chị đã vẽ xong hai bộ váy rồi. Chuyển qua là vẽ cái xe nha. Cái xe y như là cái bảng mình đang coi nè. Chúng ta sẽ vẽ nhái theo nhé. Đây là cái xe ô tô. Chuyển qua vẽ cái nhà nha. Chị vẽ cái nhà rất là đơn giản, chị nghĩ là bạn nào nhìn cũng có thể vẽ theo được hết. Nhà có cửa chính và hai cửa sổ. Xong. Bây giờ chị sẽ vẽ một rừng cây, một cái cây, hai cái cây, những tán cỏ. Vẽ con chim không? Con chim cũng rất là dễ vẽ. Đây chính là con chim. Vẽ một ly kem nha. Ai mà thích ăn kem thì hãy tập vẽ ly kem đi, để thèm thèm thì vẽ, khỏi phải đi ra ngoài mua tốn tiền. Đây những viên kem ngon lành. Và có một cái trang trí là một cái bông hoa. Chuyển qua vẽ cái ca. Cái ca là có in hình ngôi sao ở trên. Trái tim nữa nè. Vẽ hai trái tim lồng vào nhau. Một trái tim ở ngoài và một trái tim ở trong. Ông sao nha, ông sao năm cánh nè. Cái đường vẽ rất là dễ, một đường, hai đường, ba đường, bốn đường, năm đường là tạo thành ông sao. Vẽ một cô gái xinh xinh cho các bạn nhỏ coi nhé. Tóc thách biếm. Thank you.
Cô gái mắt cười. Vẽ gì nữa nhỉ? À, vẽ con cá. Đây là con cá. Cái vảy. Xong. Nãy giờ chị Chim Xinh đã vẽ rất là nhiều thứ cho các bạn nhỏ coi rồi đó. Với chiếc bảng thần kỳ này rất tiện, không cần phải tốn giấy, không cần tốn mực, chúng ta sẽ thoải mái chơi và cứ chỉ việc vẽ. Xong rồi xóa đi bằng một động tác kéo rất đơn giản. Các bạn nhỏ ơi, nếu mà thích cái bảng thần kỳ này thì like video và share video với nhé. Đừng quên là đăng ký theo dõi kênh của chị Chim Xinh nha. Còn bây giờ thì chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong clip sau. Chào tạm biệt các em.